Vsmart đóng mảng TV, điện thoại, tập trung phát triển công nghệ cao cho Vinfast. Ngày nay, ngày 9 tháng 5, tập đoàn VinGroup chính thức công bố Vsmart sẽ dừng việc nghiên cứu, sản xuất TV và điện thoại di động để tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm điện tử và các tính năng về infotainment cho ô tô Vinfast. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa Vinfast tiến đến mục tiêu trở thành một trong những hãng xe điện thông minh và tiện ích nhất thế giới. Theo quyết định mới, Vsmart sẽ dừng việc phát triển TV và điện thoại di động chuyển sang phát triển các tính năng thông minh trên phương tiện giao thông và nhà ở. Trong đó, trọng điểm là phát triển các tính năng thông tin, giải trí, dịch vụ, infotainment cho ô tô VinFast. Với gần 150 tính năng infotainment sắp được trang bị, ô tô VinFast sẽ mang đến những tiện ích khác biệt, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường ô tô toàn cầu. Nhiệm vụ thứ hai là tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các linh kiện điện tử, các tế bào pin điện, các hệ thống pin điện hoàn chỉnh và động cơ điện các loại nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa và đảm bảo nguồn cung chất lượng cao cho VinFast bên cạnh việc tập trung cao độ cho vinfast vsmart cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các mảng nghiên cứu hiện nay về thành phố thông minh nhà thông minh và các thiết bị iot liên quan để mang đến trải nghiệm sống vượt trội hơn cho người dùng để dồn toàn lực cho hướng đi mới các nhà máy của vsmart sẽ tiếp tục sản xuất các điện thoại và tv hiện có cho đến hết vòng đời của sản phẩm để cung cấp cho thị trường sau đó một phần của nhà máy sẽ được sử dụng để gia công cho các đối tác phần còn lại được mở rộng điều chỉnh để sản xuất các sản phẩm mới về các sản phẩm đã bán ra thị trường vsmart cam kết giữ nguyên chế độ bảo hành sửa chữa chăm sóc như đã cam kết cho đến ngày khách hàng không còn sử dụng sản phẩm nữa đặc biệt một phần bộ phận thiết kế phần mềm điện thoại vẫn tiếp tục nghiên cứu để nâng cấp cập nhật cho các điện thoại vsmart đã bán ra thị trường việc sản xuất điện thoại hoặc tv thông minh đã không còn mang lại khả năng đột phá tạo ra giá trị khác biệt cho người dùng trong khi đó việc phát triển các dòng ô tô đặc biệt thông minh các ngôi nhà thông minh thậm chí kiến tạo các thành phố thông minh sẽ mang đến rất nhiều lợi ích và những trải nghiệm vượt trội cho nhân loại vì vậy chúng tôi quyết tâm dồn mọi nguồn lực cho mũi nhọn này. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, ngày 6 tháng 5 năm 2021, Vingroup công bố sẽ tập hợp lực lượng phát triển xe từ các viện nghiên cứu VinFast ở nước ngoài về trụ sở chính ở Việt Nam để đảm bảo tiến độ nghiên cứu phát triển và đẳng cấp cho các dòng xe mới. Trước đó, Tập đoàn cũng đã lần lượt rút khỏi mảng bán lẻ, nông nghiệp và hàng không để tập trung cho ưu tiên cốt lõi là ô tô. Vinsmart ra đời vào tháng 6 năm 2018, Khởi điểm là sản xuất điện thoại thông minh thương hiệu Vestmart. Sau gần 3 năm phát triển, Vestmart đã ra mắt thị trường 19 mẫu điện thoại và 5 mẫu TV. Trong đó, điện thoại Vestmart đã chiếm lĩnh top 3 thị phần smartphone Việt Nam và được vinh danh trở thành thương hiệu điện thoại Việt xuất sắc nhất Tech Award 2020, trở thành một trong những thương hiệu được yêu thích nhất Việt Nam.